làm kiếp hoa đơn trong tâm khám người đời là kiếp không tên. Nên hoa vẫn mặn mà, hoa vẫn đậm đà trong hồn thí sinh. Kể chuyện người nghe hoa tuyết chính tình thiếu phù thuở trắng và độ tròn của món bánh này nhằm mô phỏng vẻ đẹp của mặt trăng. Và ngoài ra, vào dịp lễ Trung thu ở Nhật Bản còn có sự góp mặt của một số món ăn như là khoai lang này, hạt dẻ này, yosoba. Không chỉ có vậy, dịp Trung thu này trẻ em Nhật Bản, đặc biệt là các bé trai, được cha mẹ sắm cho một chiếc đèn lồng cá chép. Video này thì mình test chiếc âm ly đài receiver hết số nhá của hãng Cockpit Modern 979 này. Con này lâu lắm rồi mới có, hiếm lắm, năm nay cũng phải khoảng 3 năm mới gặp lại. Chiếc Cockpit này thì từ Mỹ về, size của nó là cái model này hết số nên cái size của nó rất là lớn, size 53 cm, điện là 120V, 400W tiêu thụ điện, chơi 4 select, máy thì còn zin nguyên bản, size rất là đẹp. Chỉnh bát mid chest này, ba lăng lại thêm ghép cùng với cặp loa Maxinton XR5 nhé. Cặp loa này có mức giá là 17.500.000. Còn chiếc âm ly hết số 979 số thần tài của Cockpit này hiện tại có mức giá chỉ có 8.500.000 thôi. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Lau nét thì có 2 tầng, số 1, số 2. Rồi, máy còn rất là đẹp nữa. Con nào có nhu cầu chơi thì alo em nhé. Để cúng tổ tiên vào dịp lễ Trung thu, để cầu mong một mùa vụ bội thu. Sau khi cúng xong thì đem bánh nướng qua.